Chào các bạn đã đến với kênh diễn đàn online của tôi. Và hôm nay theo cái chương trình dạy học đệm hát miễn phí cho các bạn, một khóa cơ bản, thì tôi sẽ hướng dẫn thêm. Hôm trước thì chúng ta đã học các bài lý thuyết và cái bài đệm tiết tấu cũng như là ứng dụng vào những cái bài hát mà quen thuộc của chúng ta rồi. Thì ở đây nó sẽ xảy ra một vấn đề là những cái hợp âm lằng ngoằng, ví dụ như là son trên si hay là những cái bảy mấy giờ gì đó. Thì trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách bấm những hợp âm đấy thế nào cho nó tiện nhất, cho nó đơn giản nhất. Chúng ta nên nhớ là chúng ta mới học, chúng đang tập thì chúng ta chỉ tập những cái sơ đẳng nhất thôi. Sau này nó thiên biến vạn hóa, nó nhiều thứ để học lắm. Nói chung là nếu chúng ta không có đường đi đấy như các bạn ấy, cứ học lung tung là nó sẽ không đường đi, để chúng ta sẽ không hoàn thành. Thế là làm thế nào để chúng ta bấm được nó đã, còn hay giờ tiếp thì tính sau. Tôi biết là có những bạn thì bấm tốt rồi và có những bạn thì chưa bấm, và tôi đang hướng dẫn cho những bạn là đang mới sầu đàn, cho các bạn khác cũng có thể tham khảo xem được nhé. Thì cái này ấy, đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách bấm này, cách bấm là sao rồi. Ví dụ đô này, những cái hay bấm nhất rồi nhá. Đấy, đô sút 4 này, ví dụ đây này, đô sút 4 này chúng ta hạ ngón này, đây đô sút 4 này. Đấy, đô sút 2 này, thấy chưa, nhớ nhá, đô này, đô sút 4 này, đô sút 2 này, thế rồi, đơn giản chưa. Đô thứ này, đấy, đô giảm này, rồi đô tăng này. Đấy, trong cái thế tay này, trong cái thế tay ngắn này, chúng ta có rất là nhiều thứ nhé. Chúng ta nhớ nhé, chỉ có này, thứ này, trưởng này, sút 4 này, sút 2 này. Đó, thấy chưa, sút 4 này đấy, 1, 2, 3, 4, sút 4 đây, sút 2 đấy, 1, 2 đây. Còn giải thích kỹ thì tôi sẽ giải thích ở phần hòa thanh, có thể chỉ biết bấm được đấy. Tăng đấy, đô tăng đấy, đấy đô giảm đấy, đấy tăng giảm như thế. Đấy, 7 thì bấm như thế này. Đấy, chúng ta chú ý này, 7 chúng ta dịch từ cái thằng 1 này này xuống đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thấy chưa, bấm như này. Thấy chưa, major thì cách thằng này nửa cung. Thấy chưa, major này nửa cung này, các bạn có thể tua lại xem nhé, bài nó hơi dài chưa. Rồi tiếp tục thằng 6 này, 6 đấy, 5, 6 này, đô 6 này, đô thứ 6 này, bấm thế thôi là được rồi, không cần phải phức tạp hơn đâu. Ok chưa? Chúng ta sẽ ứng dụng vào trong cái hai cái bài. Thì trong một cái phần hướng dẫn của tôi luôn luôn hướng dẫn cho các bạn là hai bài, một bài nhạc trẻ và một bài cái nhạc gọi là xưa xưa một tí, bởi vì nó có người lớn cũng như là có những bạn trẻ học, chúng ta sẽ ứng dụng vào. Thực ra nói sơ sơ ấy thôi, nhưng chúng ta phải bấm vào bài thì chúng ta mới biết được, chứ còn nói chúng ta học không cũng chả thể được gì đâu nhá. Ví dụ trong bài này chẳng hạn, đây là bài nhạc trẻ trước thì bài nhạc kia sau nhá. Ví dụ bài này này, kiếm màn đêm, thì cái hợp âm này lấy đâu, tôi lấy trên hợp âm chuẩn đấy, ở trên app hoặc trên Google ấy, chúng ta tìm cái phiên bản hợp âm nâng cao là nó có nhá. Kiếm màn đêm đấy, hưu hát đấy, thằng son trên si đây, son trên si là gì, đấy. Son trên si nó đây là son trưởng này, thể đảo của nó này đấy, son bass si nhá, son trưởng bass si, son trên si nó gọi là như thế. Kiếm màn đêm hưu hát mang tên, thằng này là thằng gì, thằng này là thằng major đấy, đây là si giáng trưởng này, đúng không, major đây, thì nó cách thằng này có nửa cung thôi. Thấy chưa? Đắng ra bốn như này, như bốn như này. Đó. Kiếm màn đêm, yêu hát mang tên em. Đó. Quay về này, lá bảy, đây là lá trưởng này, lá bảy này. Cái thằng này nó dịch xong một cung đấy, như vừa lý thuyết vừa hướng dẫn đấy. Tiếp nhá, son trên si đây. Quay về trong ký ức. Đây thứ 7. 7 đây, đây là thứ dây thứ bình thường này, 7 đây. Đó, nhá, bấm to tay ra chưa? Chúng ta đừng có học tiết tấu nhiều và hãy học kỹ năng của nó nhé. Của anh son trưởng đây, đúng không? Son 7 đây. Anh qua thời đô. Đấy lại có đô số 4 luôn này. Đấy, đô số 4 đây. Đánh ballad như bình thường nhá. Ví dụ này, kia màn đêm yêu hát mang tên em, quay về trong ký ức của anh ta thời gian thái độ. Hôm trước
trước tôi có áp dụng theo cái kiểu là hát lung tung đi ấy, hát không đúng lời thì đúng là YouTube nó không vượt bản quyền thật. Đợt trước này không biết thế là cứ hát đúng lời nó vụt cho mấy gậy. Đấy, là cứ la la nó đúng là được, nó sẽ không 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 bắt được cái bản quyền của tôi được. Thế nhỉ? Nó sau thế thôi. Chiều lặng im nghe gió ru đưa đây thì ta thì ta đấy, chỗ này này ta thì ta đấy nhỉ? Như là bao nỗi nhớ đấy, mỗi tập một chữ như là bao nỗi nhớ đấy, chúng ta hay gặp những này chúng ta không biết đánh như nào đúng không? Này gió pha bình thường thôi, đừng hát mỹ và mang nữa nhé. Đoạn này không có gì cả. Thôi đi, quên đâu lo, quên hết yêu từ một đấy, một đời này. Quên đâu lo, quên hết yêu từ một đời. Xong rồi đến thằng đô bảy này. Đấy nhỉ. Mưa trong anh vẫn vơi, nhưng đôi môi mang theo những cơn đau thét gào. Đoạn này nó cũng dễ thôi, nó không có cái gì cả. Tiếp nhá, đoạn điệp khúc này. Lạ lùng em ơi ơi, này mi trưởng đây, mi thứ đây này, mi trưởng đây này. Lạ lùng em ơi ơi, bên anh trong chiều đông ra dáng và ra đây đây. Bảy này lạ lùng em tới đôi trường à, đấy nhé ơi mi đi là la đi son da la và pha da la la son đi 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 kìa, nắng ngập tràn những giấc mơ này vừa bay đi. Đá bảy đấy. Đá đê, đá đê, lại được nhớ đó, chúng ta thấy chưa? Trong một cái bài này nếu mà các bạn không biết bấm thì chúng ta bấm kiểu gì? À, chúng ta nghĩ là bốn nốt là chúng ta phải bấm đúng như này. Bấm này nó khó nhá. Chúng ta chỉ bấm bốn nốt. Bấm bốn nốt nhưng thành ba nốt thôi. Rồi bài thứ hai thì nó sẽ là cái bài Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre ấy nhá. Cứ tự thôi. Đấy, thì son này à, tôi yêu quê tôi cũng là ba lá thôi à, xanh xanh lũy tre. Đây này, cái thằng si thứ bình thường là như này này, nhưng bây giờ nó thành si thứ bảy này. Đây này, bảy này, thấy chưa? Tôi yêu tôi xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đô đây. Bây giờ đô đây này, nhưng bây giờ nó thành đô ở đây. Đúng bây giờ đây nhá. Đấy à, cuối thơ song sang la đây, la thứ bảy đây, la đây thứ bảy đây, đi qua đời tôi đây số bốn này, tôi xong về đây à. Dạ. Đấy, nói đến tăng có tăng luôn nhá, cái này tôi cũng lấy trên mạng ấy nhá. Đường đây son này thì son tăng này, đường làng đấy, đường làng quanh co à, chúng ta chưa tươi tươi, đường làng quanh co yêu chưa hè em thả diều đá bóng đội rơi bảy đây. Trường này, lấy 7 này yeah. Bông la này, la 7 này. Lăng chay giữa dòng, về số 4 này, về đây chưa? Đó, thì cái đoạn đầu nhá. Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. À, về đây này, đến thằng này, đường làng quanh cái này chúng ta chỉ cần ngắt một khoảng được. Để tôi ngắt thằng này như này, đường làng quanh co
giữa đồng này, giữa đồng. Rồi, tiếp theo đến biển trời mênh mông này. Biển trời mênh mông cho tôi ngày ấy, đoạn này dễ rồi. Tiếng tu hú gọi, la thứ bảy đây, la thứ bảy đây. Sau này những đoạn này nó sẽ là ví dụ sau này mình sẽ tập cái đấy, nhưng bây giờ các bạn đừng tập cái đấy, tôi chỉ giới thiệu các bạn thôi. Tập ngay thì nó sẽ không hay đâu nha. Tiếp này, tôi xa quê tôi, nó giống ở trên thôi. Bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim ta đi xót quê sụt về lê. Đấy, sau đấy kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà đấy, đâu mà tìm này, son này nó song sang, nó song dây bảy này, ngày ấy đâu rồi, dây bảy kết hợp với để chờ nhá, biết đâu mà tìm, sang dây này, ngày ấy đâu rồi. Ngày ấy đâu rồi đây, đâu rồi, mi thứ bảy đây, mi thứ bảy đây, thấy chưa? Đâu rồi cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, cho tôi tìm lại, đấy, này, thấy không? Cho tôi, đây, cái đoạn này, phá thang này, cho tôi một ngày, đấy. Cái đoạn này nó giống đoạn trên đấy, nhưng nó khác rồi nữa. Này, xong đến thằng này này, xong đến thằng này này, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi đó. Nó cái này nó hơi khó, chúng ta bấm từ từ này, này. Một phát này, hai này, hai phát này đó, ba phát này. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một thơ ấu thơ. Đoạn này là kết thôi. Những câu chuyện kể mẹ kể ngày xưa đây. Những câu chuyện cô mẹ kể ngày xưa. Kết đấy. Sao lại về đây? Ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi? Đó. Đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi? Đấy, còn là cuối cùng này. Nó là mi dáng bây giờ đấy, chúng ta nhìn ra. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Đây mi dáng trưởng đây. Ngày ấy đâu rồi. Xong sang rê thứ này. Rê thứ bảy đây. Mi dáng bây giờ nhá. Đây này. Đấy. Và về son. Đấy. Kết thúc của nó nhá. Bam 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 bam. Tôi sẽ đánh đoạn kết nhá. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Đây một cái ending nó khá là hay đấy. Thì chúng ta chú ý ở trong cái bài này, thì nó hợp âm nó hơi lằng ngoằng đó, chúng ta thấy chưa? Đấy, không cần phải đánh phức tạp đâu, chúng ta đánh đúng, bấm đúng đã hay rồi. À, hai bài, cả hai bài này thì bài nào nó cũng không có cái hay của nó. Hợp âm thì họ viết là có cái hay của họ. Chúng ta bấm thì đa số trong hai cái bài này nó đều có những cái hợp âm cơ bản là chúng ta hay gặp rồi. Đấy, dần dần tôi sẽ tìm những cái bài nó có những cái hợp âm kiểu này, tôi cho các bạn tập. Chúng ta tập nhiều dạng này, sau này chúng ta không bao giờ chúng ta sợ các hợp âm nữa. Các hợp âm thì nó thực ra là biết cách bấm thì nó cũng dễ thôi. Đấy là xong cái phần bấm âm rồi. Để các bạn nhớ nhé, cứ tập theo đúng quy trình của tôi.
đứng chạy trước ô tô, thì nếu các bạn mà chạy trước được rồi thì các bạn đã chạy được lâu rồi, chứ chả phải đến bây giờ ngồi học miễn phí của tôi, đúng không? Còn đã xác định, đã chấp nhận mà ngồi học miễn phí của tôi rồi thì lên theo ý của tôi, lên theo cái chương trình đào tạo của tôi. Các bạn lại học theo ý của các bạn đó thì làm sao mà nó khá được. Nếu theo ý các bạn thì các bạn cần gì hướng dẫn, các bạn lên YouTube các bạn gõ cái là được, đúng không? Nên đã theo chương trình của tôi thì chúng ta cứ bỏ lại cái những cái ta có, ví dụ ngón tay chúng ta có rồi thì nó tốt hơn các bạn khác, đúng không? Còn nếu không có thì chúng ta tập chả sao cả, cố gắng tập từng đoạn một thì nó sẽ được đó. Thì những cái bài sau cứ dần dần các bạn sẽ nâng được lên, chứ đừng nó vội, nó không hay ở ngay đâu nhá. Và các bạn nhớ like cũng như chia sẻ những clip này cho các bạn của các bạn cùng tập, cho mọi người cùng tập. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.